Hậu Hoàng Thiên Vị chỉ đăng ảnh đôi với mũi trưởng long, dễ thương thế này không yêu nhau hơi phí. Sao nhập ngũ thì đã kết thúc sau 16 tập rồi, thế nhưng có một chiếc thuyền chắc hẳn dân tình vẫn sẽ còn đẩy mãi, đó chính là thuyền Hậu Hoàng và mũi trưởng long. Mà xin nhắc trước là không phải đang yên đang lành người ta lại xiếp cả hai với nhau đâu, tất cả âu cũng vì chính chủ thân thiết và hay thiên vị nhau quá thôi. Còn nhớ trong tập đầu tiên của chương trình, thái độ của mũi trưởng long dành cho đồng chí Thúy Hậu nhìn qua đã thấy là nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn so với năm chị em khác. Đây cũng là lý do mà thuyền long, hậu bắt đầu ra khơi, và sự thật chứng minh, không có cái gì gọi là đơn phương ở đây cả, khi mà hóa ra Hậu Hoàng cũng thiên vị đồng chí mũi trưởng lắm. Tiểu biểu là mới đây, cô nàng vừa đánh lẻ đăng riêng một đống ảnh đôi với mũi trưởng kia kìa, góc trả nợ, cây lâu đồng chí mũi trưởng, cười, post hẳn hai ảnh, trả nợ cả gốc lẫn lãi rồi nhé, đừng đòi nợ đồng chí Hậu Hoàng nữa, Hậu Hoàng viết. Vì câu cú khá mông lung nên dân tình không rõ người đòi ảnh đôi ở đây là cư dân mạng hay mũi trưởng long nữa. Nhưng dù ai đòi đi chăng nữa thì kết quả vẫn là fan couple được ăn no cầu lưng trước hình ảnh nhí nhố mà không kém phần dễ thương của hai nhân vật chính. Hôm qua ngày 21 tháng 3, khi tập cuối vừa lên sóng, Hậu Hoàng cũng đã đăng tải một bức tâm thư dài thật gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Mũi trưởng long vẫn có riêng một cạnh đầu dòng và đăng kha khá ảnh. Tuy nhiên, tất cả chúng đều là ảnh tập thể, khác hẳn với hôm nay. Về phần mũi trưởng, một phút sau khi Hậu Hoàng khoe ảnh đôi, mũi trưởng cũng lập tức xuất hiện với tốc độ ánh sáng. Anh tự bình luận một bức ảnh rõ tươi của bản thân, đồng thời tiết lộ bản tường trình cười chảy nước mắt do đồng chí Thúy Hậu viết. Động thái đặc cách của Hậu Hoàng cũng như động thái chôn của mũi trưởng long không khỏi làm netizen đồn đoán rồi hí hửng. Nói chung là hai nhân vật cứ tung tính đi, fan cắt ở rồi. Chứ anh không nói gì vào tai đồng chí ấy cả. Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em, cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì. À dạ, hôm nay em ghét mấy giờ hả đồng chí nhỉ? Ôi. Chị ơi, em vừa nhìn thấy cảnh nổi da gà quá, em sợ. Chị xếp luôn mấy em ghét mấy giờ cơ. Em vừa quay ra bảo đồng chí Lâm. Em sợ thế thì hôm nay em cắt mấy giờ ạ? Cái gì nó làm hành động gì? Làm lại coi, 2, 3 mà người tập trung vào Hậu Hoàng này. Dạ không, đây là Khánh Vân ạ. Lúc nãy Khánh Vân vừa hỏi đồng chí em chẳng may em chứng kiến về cái cảnh đấy em mù mắt. Dạ thế hôm nay em gác mấy giờ ạ? Chọc mù mắt tôi đi. Chờ đồng chí Tành. Chờ mù mù. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ không ai hiểu thấu. Ra tận nơi để đón Thúy Hậu về vị trí. Chúc mừng Thúy Hậu. Thúy Hậu đã là người đầu tiên. Đầu tiên của đồ nước mèo. Thúy Hậu có thể cho người hình biết là cảm giác là người đầu tiên của Thúy Hậu như thế nào? Mà các đồng chí cố gắng là đeo găng tay và đi giày thật chắc chắn ạ. Tôi lên đấy tôi tuột hết là tôi chịu. Thế rồi bị đứng yên một chỗ rồi là người tay bị hết sức luôn. Rồi, chúc mừng Thúy Hậu. Từ từ, chậm chậm, chậm chậm, cứ bình tĩnh. Hít một lần nữa. Hít vào. Giữ sâu, đẩy xuống. Chúng mình tấn. Khi chặt cứ hét lên nhá. Hét lên nha Hậu. Hét mà nó không vỡ mấy ai. Hét to lên mới có sức chặt được. Có lúc em ghét quá, em đứng trong phòng em còn hét lên em ghét quá. Hét to lên để tập trung cả tinh thần vào. Hét to lên để tập trung cả tinh thần vào.
Ông ơi CV của con đây nhé, con dân chơi hệ đào. Chân tay con nhìn tuy hơi bé mà có sức mạnh đỉnh cao. Xin lỗi ông Dưới Khánh Vân. Xin lỗi ông Dưới Khánh Vân. Trời ơi, một viên có gì mà không đập được. Đồng đội mình còn toàn đập hai viên này. Chẳng lẽ một viên mà mình không đập được. Em không nghĩ là tay em yếu đến thế. Hết to lên. Góc lại nha, không chặt ngón tay nha. Hết dài nha. Xe tăng của team vậy đó. Cũng thật sự cũng hơi sợ bởi vì kiểu cũng là con gái mà bây giờ chẳng may kiểu máu quá hay sao đấy thì chẳng may tay ấy bị gãy hay là bị làm sao. Nên là mình cũng chưa sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình. Nên là chỉ có được 3 viên thôi. Các ông chỉ quan sát. Ông chỉ hậu cho gọi lên để tôi tổng hợp kết quả trước đơn vị. Tổ 1, đồng chí Diệu Nhi lựa chọn 2 viên. Chặt vỡ 1, còn 1. Tổ 2, đồng chí Thúy Hậu rất mạnh mẽ, lựa chọn 1 viên. Nhưng không vỡ viên nào cả. Viên gói của tôi chưa sứt ở một vị trí nào, chưa sứt này. Vâng ơi. Đồng chí, tiền gói này đồng chí tặng lại cho tôi được. Tiền gói này đồng chí tặng lại cho tôi được. Dạ. Viên gói này thì sẽ gửi lại để xây nhà để cho đồng chí Khánh Vân với đồng chí về cùng một ngôi nhà đó. Cùng đội chống đẩy ngày hôm nay. Đồng chí Hậu, khăn mặt đồng chí tại sao chỗ thì khô, chỗ thì ướt như vậy? Sáng đồng chí không rửa mặt đúng không? Sáng đồng chí không rửa mặt đúng không? Có rửa mặt tại sao khăn lại không ướt? Tại ấy nhúng ít nước. Đồng chí nhúng ít nước mà để rửa mặt bằng cái khăn như thế này. Đồng chí rửa mặt như thế nào mà cái khăn nó lại có thể như thế này được? Thì kiểu cho vào nước xong bỏ ra luôn. Cho vào nước xong bỏ ra luôn rồi nó như thế này. Vâng. Tôi không thể hiểu đồng chí tại sao lại có cái phong cách rửa mặt với cái khăn mặt chỗ thì khô, chỗ thì ướt, loang lổ như màu ngụy trang như thế này được. Loang lổ như màu ngụy trang như thế này được. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Cho đến ngày hôm nay thì em nghĩ là trong các đồng chí nam thì đồng chí mũi trưởng là người làm cho em có nhiều cảm xúc nhất. Làm em vui cũng có, làm em buồn cũng có, làm em cáu cũng có, mà làm em ghét cũng có. Có lúc em ghét quá, em đứng trong phòng em còn phải hét lên, em ghét quá. kiểu nhiều lúc kiểu mắng, mình ghét quá, mình kiểu như vậy ấy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều lúc đấy làm mình vui, xong rồi cũng làm mình cảm động ấy. Xong rồi cũng có nhiều lúc là mình nhìn được những cái khoảnh khắc của đồng chí mũi trưởng kiểu đáng yêu kiểu. Viên này trúng vẫn thường. Thì tay lên cũng được. Tôi tin đồng chí. Lên thực hiện nội dung. Dạ. Đồng chí Công. Dạ. Lên vị trí. Dạ. Thúy Hậu, tôi lên đầu. Công chí theo phụ lệnh của tôi. Có được ô nào không luôn ạ? Động tác đỡ đâm bổ thuận, khóa tay vô địch. Chuẩn bị. Lên.
như thế nào. Về. Rõ. Qua kiểm tra cái việc nắm nội dung thì cái động tác đạp sườn này, thứ nhất là nó không mạnh, cái thứ hai là nó không đẹp. Khi chúng ta đạp